Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Chuyên Việt. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để thực chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ông Park bật khóc khi gặp lại thầy cũ Woo Hyun-jin. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã bật khóc khi gặp lại thầy cũ Woo Hyun-jin trước trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với U22 Trung Quốc. Trong buổi tập làm quen sân thi đấu ở Vũ Hán, Trung Quốc của U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp gỡ và nói chuyện với huấn luyện viên Woo Hyun-jin, người đang dẫn dắt U22 Trung Quốc. Huấn luyện viên Woo Hyun-jin cũng là thầy cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo khi hai người làm việc cùng nhau giúp đội tuyển Hàn Quốc gây chấn động tại World Cup 2002. Khi gặp lại, hai nhà cầm quân này dành cho nhau những cử chỉ rất tình cảm. Thậm chí huấn luyện viên Park Hang-seo còn xúc động bật khóc lúc thuyền trưởng người Hà Lan nhắc về những kỷ niệm khi làm việc cùng nhau 17 năm trước. Trước mặt các cầu thủ Việt Nam, huấn luyện viên Woo Hyun-jin nói: "Tôi rất tự hào về người đàn ông này, bởi vì ông ấy đã giúp tôi trong một thời gian rất dài. Năm 2002, ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi rất biết ơn ông ấy. Các bạn biết rằng người đàn ông này đã đưa bạn lên một tầm cao mới rồi đấy." Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Trung Quốc chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng đây lại là một trận đấu rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi, bởi tôi được gặp lại Woo Hyun-jin. Ông ấy là người có nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp cầm quân của tôi. Theo lịch, trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều nay, ngày 8 tháng 9 trên sân vận động Huangpi Olympic Sports Center, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ronaldo và Mourinho được mời gọi trở lại La Liga. Đích thân chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas đã lên tiếng mở đường cho sự trở lại của giải đấu này với cả hai cái tên đình đám là Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho. Ronaldo và Mourinho đã quá nổi tiếng tại La Liga khi bộ đôi này từng giúp Real Madrid cạnh tranh sòng phẳng với thời kỳ huy hoàng nhất của Tiki Taka Barcelona. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, bộ đôi này đều không còn làm việc ở giải đấu cao nhất tại Tây Ban Nha. Với Mourinho, sau khi chia tay Real, ông đã quay lại ngoại hạng Anh và có hai giai đoạn làm việc ở Chelsea và Manchester. Hiện giờ người đặc biệt đang tự do và cũng thổ lộ khát khao muốn quay lại chiếc ghế nóng hơn bao giờ hết. Chính vì thế khả năng Mourinho quay lại La Liga là rất cao. Về phần Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất hạnh phúc tại Juventus và cũng vừa mới chỉ chấm dứt 9 năm gắn bó với Real vào hè 2018. Chuyện Ronaldo quay lại Tây Ban Nha thi đấu là không có nhiều cơ sở, nhưng chủ tịch Tebas vẫn hy vọng vào một phép màu. "Tôi rất muốn Ronaldo quay lại thi đấu và Mourinho dẫn dắt một đội bóng ở Tây Ban Nha. Mourinho là một huấn luyện viên tuyệt vời, người đủ sức quảng bá La Liga. Còn với Ronaldo, thú thật, tôi tưởng sự ra đi của anh ấy sẽ tác động nghiêm trọng hơn tới chúng tôi. Dẫu sao tôi vẫn thích La Liga có Ronaldo hơn là không có. Ngoài anh chẳng có cầu thủ giành quả bóng vàng nào trong nhiều năm nay, nhưng vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Để đạt được điều đó cần sự chung sức từ nhiều cấp độ và sẽ thật tuyệt nếu Ronaldo và Mourinho trở lại." Được đề cử quả bóng vàng, Van Dijk khiến Liverpool phải phá kết. Liverpool đã tiến hành đàm phán nâng cấp hợp đồng cho Van Dijk sau khi trung vệ người Hà Lan lọt top 3 đề cử cuối cùng cho danh hiệu quả bóng vàng 2019. Cặp bế Nam Phi với mức giá 75 triệu bảng, Virgil van Dijk nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình. Không quá lời khi cho rằng đây là nhân tố quan trọng đưa Torres tới chức vô địch Champions League 2018-2019. Cũng bởi thành công này, trung vệ người Hà Lan đã lọt top 3 đề cử cuối cùng cho danh hiệu quả bóng vàng 2019 cùng với Messi và Ronaldo. Trước sự thăng tiến nhanh chóng của Van Dijk, Liverpool đã buộc phải mở cuộc đàm phán nâng cấp hợp đồng cho trung vệ này. Theo tờ Mirror, đội bóng thành phố cảng đã bước đầu đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là Van Dijk sẽ được tăng mức lương lên gần gấp đôi, từ 125.000 bảng một tuần lên 200.000 bảng một tuần. Đây là phần thưởng xứng đáng của Van Dijk bởi Anfield. Anh ngày càng thể được vai trò quan trọng. Thậm chí theo nhiều chuyên gia, trung vệ người Hà Lan sẽ sớm được trao tấm băng đội trưởng Liverpool vì tầm ảnh hưởng lớn. Hiện tại Van Dijk vẫn còn hợp đồng 4 năm với Anfield. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có hai đại gia của La Liga là Barcelona và Real Madrid. Đây là một trong lý do buộc Liverpool phải nâng cấp hợp đồng càng sớm càng tốt. Mới có bế Nam Phi cách đây 20 tháng nhưng Van Dijk đã được chơi hai trận chung kết Champions League. Đây cũng là nhân tố quan trọng giúp Liverpool tạo ra cuộc đua vô địch Premier League nghẹt thở với Man City ở mùa giải trước. Ở lễ bốc thăm vòng bảng Champions League vừa qua, Van Dijk đã được UEFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu năm 2019. Vào cuối tháng này, anh được kỳ vọng sẽ đánh bại Messi và Ronaldo trong cuộc đua quả bóng vàng 2019. Cầu thủ Manchester đó không nên có mặt ở tuyển Anh. Jesse Lingard đang có phong độ không tốt. Lúc này, với việc đá xuống phong độ một cách thảm hại, cầu thủ người Anh đang trở thành đề tài châm biếm của các cổ động viên. Và mới đây trên TalkSport, cựu cầu thủ Arsenal Perry Grover đã lên tiếng chỉ trích ngôi sao của Manchester United. Theo đó, Grover cho rằng việc Lingard đã vô hình tại Old Trafford suốt từ tháng 12 năm ngoái đến giờ chính là lý do anh không nên được Gareth Southgate tiếp tục tin tưởng. Jesse Lingard không nên có mặt ở tuyển Anh.
Các huấn luyện viên luôn có sự lựa chọn ưa thích của mình, nhưng Jason Yat cậu ta chẳng ghi bàn hay kiến tạo tại Rebnik từ tháng 12 năm ngoái. Đó rõ ràng là một khoảng thời gian khá dài khi mà các bạn đang khoác áo một câu lạc bộ lớn. Có thể Southgate thích sự năng nổ của cậu ta, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Ở một diễn biến khác, trong những ngày qua Twitter đã dậy sóng với một thống kê điên rồ và vô cùng khó tin. Theo đó, số đường truyền kiến tạo của tiền vệ 27 tuổi ở 6 mùa giải gần nhất còn thua cả Adam Johnson 10 so với 17. Và điều gây cười đó chính là cựu star Sunderland còn không ra sân thi đấu trong 3 năm qua, ngồi tù vì tội quấy rối tình dục. Messi dởm ra đi, phòng thay đồ Man United hả hê vui mừng. Các cầu thủ quỷ đỏ được cho là cảm thấy hài lòng khi một đồng đội cũ rời câu lạc bộ. Mùa hè vừa qua, Manchester United đón chào ba tân binh là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Qua 4 vòng đấu Premier League đầu tiên, cả ba chiếc kỳ mới đã được huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội thi đấu và đều tạo được ấn tượng khá tốt. Ngoài những bản hợp đồng mới, quỷ đỏ cũng chia tay 6 cái tên ở phiên chợ hè 2019 là Antonio Valencia, Ander Herrera, Romelu Lukaku, Alex Sanchez, Chris Smalling và Matteo Darmian. Trong số 6 gương mặt ở Old Trafford, có đến 4 người chọn Sierra làm bến đỗ mới, bao gồm Lukaku và Sanchez, cùng với Inter Milan, Smalling, AS Roma và Darmian về Parma. Không những Lukaku, Smalling hay Darmian, Sanchez là trường hợp đặc biệt. Dù tiền thủ Chile cập bến Giuseppe Meazza thời gian chống mượn mùa, phía United vẫn phải cùng Inter san sẻ khoản lương khổng lồ cho anh, ước tính lên đến 6,5 triệu bảng trong 10 tháng tới. Tổng cộng, qua 45 trận thi đấu cho United, Sanchez chỉ ghi được 5 bàn thắng. Trái với đóng góp nghèo nàn, mức lương của siêu sao 30 tuổi tại sân Old Trafford vào khoảng 400.000 bảng một tuần khi đến Tây Bắc nước Anh từ Arsenal năm ngoái. Theo thông tin từ tờ The Sun, các cầu thủ đội 1 bằng United cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến Sanchez ra đi. Họ tin rằng đồng đội cũ được trả lương quá mức và không xứng đáng với đãi ngộ khổng lồ đó. Nguồn tin này còn khẳng định một cầu thủ quỷ đỏ phàn nàn Sanchez như sau: cậu ta chẳng phải Messi, vậy tại sao trả cho cậu ta tất cả số tiền đó? Chelsea cảnh báo sẽ trở lại mua sắm vào trận đông 2020. Bất chấp đang phải thi hành án cấm chuyển nhượng 2 kỳ, Chelsea đã thông báo với nhiều người đại diện rằng họ sẽ tham gia mua sắm ở kỳ chuyển nhượng tháng riêng 2020. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 vừa qua, Chelsea đã không được phép chiêu mộ tân binh do án cấm chuyển nhượng từ FIFA. Theo quy định, The Blues sẽ tiếp tục bị cấm vận cho tới hết phiên chợ tháng riêng 2020 do vi phạm các nguyên tắc về việc ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi. Dù vậy, theo tờ Mirror, Chelsea tự tin họ sẽ được phép sắm sửa cầu thủ vào tháng 1 tới. Bởi lúc này, đội bóng đang gửi đơn khiếu nại lên tòa án trọng tài thể thao CAS nhằm cắt giảm án phạt xuống một kỳ chuyển nhượng. Điều mấu chốt là Chelsea sẽ vin vào Man City, chỉ ra rằng nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh cũng mắc lỗi tương tự nhưng chỉ bị phạt tiền. Dù không công bố chính thức chiến lược cho việc khiếu nại, nhưng điều đó không thể ngăn cản Chelsea tiếp xúc với người đại diện của các cầu thủ nhằm thỏa thuận về những thương vụ có thể xảy ra vào kỳ chuyển nhượng tới. Nếu thành công, Chelsea chắc chắn sẽ có những sự bổ sung đáng kể để cụ thể hóa mục tiêu đoạt vé dự Champions League 2021-2022. Lúc này, The Blues đang xếp thứ 11 sau 4 vòng đấu đầu tiên. Kepa không được bảo kê bắt chính ở tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù đang có những màn trình diễn ấn tượng trong máu đội tuyển Tây Ban Nha, song thủ thành Kepa vẫn không được nhận sự đảm bảo của huấn luyện viên trưởng Robert Moreno. Kể từ khi Robert Moreno lên thay thế huấn luyện viên Luis Enrique tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha 3 trận, cũng như trận đấu đầu tiên dưới cương vị thuyền trưởng của La Roja. Kepa luôn là thủ thành số 1 của đội bóng và đánh bật David De Gea lên băng ghế dự bị. Ở chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Romania giữa tuần qua, Kepa tiếp tục ghi dấu ấn với một pha cứu thua xuất sắc, giúp đội nhà duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận tại chiến dịch vòng loại Euro 2020. Tuy nhiên, thủ thành của Chelsea vẫn không được đảm bảo xuất phát chính trong đội hình của Tây Ban Nha ở trận đấu với đảo Faroe đêm nay. Theo huấn luyện viên Robert Moreno, ông không ưu tiên ai trong số 3 cái tên Kepa, De Gea và Polov mà sẽ căn cứ vào màn thể hiện của họ trên sân tập để đưa ra quyết định cuối cùng trước trận đấu. Tôi không có tên thủ môn sẽ ra sân từ đầu, nó có thể thay đổi hoặc giữ nguyên. Tôi luôn giữ cùng một thông điệp, cả ba đều ở đẳng cấp cao nhất và tôi muốn thực sự khó khăn khi đưa ra quyết định. Lúc này tôi không thể nói liệu một người trong số đó có phải là thủ môn ưa thích của tôi hay không, chiến lược gia 42 tuổi nói thêm. Đêm nay Tây Ban Nha sẽ có trận đấu được dự báo khá dễ dàng với đảo Faroe, đội bóng được xem là kẻ lót đường của bảng đấu. Pogba lại bị chỉ trích vì kiểu đá 11m. Huyền thoại câu lạc bộ Southampton, Matt Dele-Tissier tỏ ra rất khó chịu với cách đá 11m của Pogba. Tôi không bao giờ thích kiểu chạy đà của Paul, nó quá lâu, như diễn kịch và cậu ta như không nghiêm túc khi thực hiện. Cựu tiền đạo chỉ đá hỏng 1 trong 48 quả 11m trong sự nghiệp của mình, nói. Ceballos không muốn ở lại Arsenal lâu dài. Ngoài việc Arsenal không kèm được khoản bổ đức Dani Ceballos, nếu họ muốn sở hữu tiền vệ Tây Ban Nha cũng không hề dễ dàng. Mới đây, chính Ceballos đã đề nghị câu lạc bộ Real Madrid không bán anh vào mùa hè tới vì anh tin sẽ thành công ở sân Bernabeu, cũng như không muốn người đại diện được hưởng lợi từ tiền hoa hồng do họ có mâu thuẫn. Foden hứa hẹn với Pep Guardiola
Dù mới chỉ có 10 phút thi đấu tại Premier League mùa này và được khuyên là nên kiên nhẫn, Phil Foden cho biết anh quyết tâm thể mình trước huấn luyện viên Pep Guardiola cũng như chiến đấu mỗi ngày để khẳng định mình đã sẵn sàng. Fati chọn đội tuyển, tài năng trẻ 16 tuổi của câu lạc bộ Barcelona, Ansu Fati cho biết anh chọn thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha khi một phần lớn trong tôi là đất nước này. Gia đình cầu thủ này chuyển đến Tây Ban Nha khi anh mới 6 tuổi và anh cũng có thể lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Bologna hoặc Guinea. Juventus lên kế hoạch cướp trắng De Gea, tờ Daily Express đưa tin. Juventus đã lên kế hoạch đàm phán với David De Gea vào đầu năm 2020 nhằm tiếp tục thực hiện chiến dịch Bosman mà họ đã rất thành công trong những năm qua. De Gea chưa gia hạn với Manchester và có thể đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào từ tháng 1 tới. Milan khó giữ Romagnoli. Alessio Romagnoli đã bóng gió khả năng chia tay AC Milan vì tham vọng được đá ở Champions League. Hậu vệ được Manchester City quan tâm nói, bạn sẽ không thể phát triển sự nghiệp nếu không hiện diện ở giải đấu đó. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy cho chúng tôi biết ý kiến của mình bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh sự chú ý cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.